Nó có 11 giờ chưa đó. Phải chỉ có 12 giờ. Mới tính này giờ Singapore. Ý mình xin nói ngay là cái việc các bạn viết thêm một cái ngàn chữ là không có bắt buộc nhé. Cái đó là từ các bạn thấy tôi viết 400 chữ không đủ để diễn tả về tôi và tôi chỉ muốn được nói thêm nhiều điều khác thì các bạn cứ việc viết là không thành công. Nhưng không có nghĩa là tất cả các bạn ở đây tự nhiên lập tức là phải đi viết 1.000 chữ hết nha. Rồi thứ hai là cái việc mà bạn có cái mong muốn gì đóng góp cho nhà trường và sẽ có một cái sự hỗ trợ hay không thì tôi xin nói ngay là chắc chắn về nguyên tắc ở Singapore thì vấn đề về kinh phí, về tài chính thì họ không có khó khăn như mình nha. Bạn có những cái proposal nào thì ngay trong năm học đầu tiên các bạn có thể đề xuất. Người ta rất là mong các bạn đề xuất, các bạn tham gia nghiên cứu khoa học để họ tài trợ tiền bạc cho các bạn làm nghiên cứu khoa học. Người ta rất là mong là các bạn nói rằng các bạn muốn đi học ở Harvard hay ở những cái trường đại học nào mà họ là trường đối tác của họ nha, để họ duyệt xét. Bởi vì năm thứ hai trở đi là họ khuyến khích, và tôi xin nói vui là có ở Singapore cũng có những sinh bạn sinh viên mà không có muốn đi nước ngoài, chỉ muốn ở nhà thôi, có ba má phục vụ. Cho nên là người ta còn phải khuyến khích nữa, mặc dù học giỏi nhưng mà không, tôi ở Singapore tôi học thôi chứ tôi không muốn đi qua bên kia, là đường xa nắng mưa, là không có ba má, không có bồ, là cũng không cả này mà. Thì là những cái gì bạn đề xuất và họ có cơ chế để giải quyết từng trường một. Nó có những cái chương trình về học bổng, chương trình nghiên cứu khoa học, có những cái hoạt động thanh niên. Hôm nay qua hình ảnh chúng ta thấy là sinh viên là lớn rồi, tôi xin nói khẳng định các bạn là sinh viên là lớn rồi. Các bạn sẽ mang màu cờ sắc áo của NUS và họ ví dụ họ tổ chức cái NUS đi tấm cờ ở trên đỉnh Everest, bạn có thể tham gia được không? Người Việt Nam đã đến Bắc Cực năm thật rồi đúng không? Điều muốn chi Everest thì chưa đến được, chúng ta đang tấm cờ ở Phan Xi-păng rồi đúng không? Mình có thể tham gia được. Thật ra cái này gọi là cây bài cây, không có lo ha. Chỉ một lời khuyên là chúng ta, nếu chúng ta suy nghĩ mơ ước những cái gì đó, chúng ta nhớ suy nghĩ chín chắn, mơ ước chín chắn ha, không có viển vông. Ví dụ bạn có thể đề xuất là tôi sẽ giúp cho NUS là mở trường đại học đầu tiên tại Sao Hỏa, thì có thể là người ta thấy chưa đến mức đó. Sao Hỏa không có chưa đủ nước để chưa có thể. Nhưng biết đâu ước mơ nó thực hiện vào thế kỷ thứ 30 chẳng hạn vậy, thì lúc đó bạn không còn nữa. Ví dụ vậy ha. Rồi thì chúng ta nhớ, nhưng mà những cái gì ước mơ, những cái gì mong ước bạn nên giữ nha. Tôi chỉ thắc mắc thêm riêng là đi mơ ước cho anh ghét rồi. Mà không mơ, tôi đề nghị các bạn đi học, chúng ta là người Việt Nam, chúng ta nên nghĩ, và người ta cũng rất trân trọng những mơ ước. Là các bạn đừng có nói giống như là mình định nó đó. Các bạn cứ biết thẳng ra tôi đi học NUS để tôi về đóng góp cho Việt Nam, đóng góp cho châu Á, đóng góp cho ASEAN, đóng góp cho Việt Nam cũng là đóng góp cho Singapore nha. Chứ đừng có làm mỗi mình cực đoan quá, mình ghi gì mình đi học NUS mình chỉ đóng góp cho NUS, muốn đi học Mỹ thì đóng góp không tôi mà ơi, tôi sẽ phục vụ cho suốt đời không? Không nghe gì học buổi gì nha. Rồi mời bạn bác ở dưới này, rồi mời bác dưới nha. Có một câu hỏi để làm nha. Vừa nãy khi mà bác nói đến việc đăng ký hai ngày một lúc ạ, thì chúng tôi nói đến là tính cạnh tranh rất cao, thì cháu muốn hỏi là sau khi mà vượt qua được cái kỳ thi đấy và phỏng vấn và được chấp nhận học hai chuyên ngành một lúc, thì nhà trường có ưu đãi gì cho những sinh viên đạt được kết quả đấy không ạ? Cảm ơn bạn. Trước đó thì tôi xin đề nghị Dũng với các bạn cho chuyển cái chai nước, cái nước nào cần nước, gì nào cần nước, ta có nước ở đây để phục vụ, chứ không để lãng phí. Giờ phát hiện mình chúng ta có nước uống đây mà chưa có tác ha. Hoàng hiểu không? Xin ngồi tại chỗ, tôi sẽ gửi. Rồi về câu hỏi này, với học phí bằng đôi thì cái ưu đãi đầu tiên là các bạn học 5 năm thì nhà trường phải nuôi các bạn thêm 1 năm. Các bạn được cho vay du học thêm được 1 năm, các bạn được sử dụng facility nhà trường thêm 1 năm nữa.
thì đó là cái ưu đãi. Còn đương nhiên các bạn học 2 bằng thì các bạn có thể tham gia vào nhiều cái chương trình mà ví dụ như họ là tính toán, ví dụ cho các bạn đi, ví dụ họ post lên thông tin là có một cái hội nghị của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu thế giới mà cần những sinh viên đến làm đại sứ cho NUS tham luận ở đó, mà nếu cần thì họ sẽ ưu tiên chọn. Thì nếu cái người mà học những cái chương trình mà giỏi hơn thì đương nhiên sẽ được đánh giá cao hơn ha. Thì những ưu đãi tôi nghĩ, chứ còn cho thêm tiền thêm bạc thì chắc là không có, không có một cái quỹ riêng gì cho thêm nha. Nó nằm ở trong những cái phương diện chung hoặc là từng cái project cụ thể. Bây giờ xin được mời phụ huynh ngồi bên dưới. Xin muốn hỏi anh là, muốn hỏi là các cháu mà không được học bổng mà sau khi tốt nghiệp ở các trường này ra thì chính sách về cho các cháu làm trả nợ thì làm sao, từ một hai nữa là các cái địa điểm như thế nào, thông lệ ở trường này như thế nào, địa điểm là gì nhỉ? Tức là địa điểm các cháu đi làm mà để trả nợ sau này thì ở trường này thực tế xảy ra địa bàn nào? Dạ. Cảm ơn. Tôi muốn trở lại cái hình này để cho chúng ta thấy coi là phụ huynh biết là con em của mình tốt nghiệp và sau thì như thế nào. Thứ nhất là đối với đối tượng mà được học bổng ASEAN và dạng mà cho vay du học thì các bạn có nghĩa vụ là sau khi học xong thì các bạn có nghĩa vụ là 3 năm làm việc cho các tổ chức của Singapore, đóng tại Singapore hoặc tại các nước trên thế giới. Không nhất thiết mà chúng ta sẽ làm việc tại Singapore. Nếu cái tổ chức đó gửi chúng ta đi làm việc tại Việt Nam hoặc các nước như là Mỹ hay là các nơi trên thế giới thì đều được tất cả. Ví dụ trong hình là bạn Trần Hùng Dân, bạn này đang làm việc cho một ngân hàng của Singapore đặt tại thành phố Hồ Chí Minh và họ cần một người Việt Nam làm chuyên gia phân tích tài chính cho các dự án của Việt Nam mà họ muốn đầu tư vào. Và như thế bạn được gửi về làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà lãnh lương thì là lương Singapore. Đã. Thì hoàn toàn như thế, các bạn nào muốn biết, muốn nhắm cái chuyện đó là mình về Việt Nam làm việc để mà gần gũi với ba má thì không có gì bằng các bạn đi tìm những cái công ty hãng xưởng nào có cái chi nhánh tại Việt Nam để các bạn apply. Và xin đừng nói ngay để chúng ta không có lo lắng là không có cái gọi là phân công ra trường như cái khái niệm mà thời bao cấp ở Việt Nam, mà tất cả là theo cơ chế thị trường. Ngay khi các bạn đã học năm thứ ba thứ tư thì nhà trường đã tổ chức những cái job fair, những cái hội chợ việc làm. Các bạn có thể lên trên mạng, các bạn đăng ký việc làm, các bạn có thể đi tiếp xúc với những cuộc phỏng vấn giống như ở Việt Nam hiện giờ các nhà tuyển dụng cũng đã bắt đầu vào trong trường nào, đúng không? Ở Hà Nội chắc cũng có nhiều cái hội chợ tuyển dụng như vậy, họ lên mạng. Và như thế, thuận mua vừa bán. Các bạn, người ta ví dụ người ta rao một cái chức vụ đó ở bên Singapore rất là rõ, cái ở Việt Nam nó thấy không rõ như thế này. Các cái thông báo tuyển dụng Việt Nam không bao giờ ghi lương, rất là hiếm. Như các bạn lên tờ báo Vietnam News sẽ ngày vậy đó, thì các bạn thấy các tổ chức nước ngoài họ tuyển dụng họ ghi bất rõ là lương bao nhiêu nhá. Thì cái chuyện đó mình sẽ biết là và khi mình vào phỏng vấn mình có thể thỏa thuận. Ông nói lương ra trường ở Singapore trung bình cho những bạn tốt nghiệp đại học là 2.500 đô la Sing trở lên, là khoảng 1.500 đô la Mỹ trở lên, thì các bạn hoàn toàn có thể theo thỏa thuận. Tôi bằng cấp thế này, tôi học thế này, tôi đòi lương thế này, người ta thấy không được thôi già néo đứt dây thì thôi, người ta không nhận mình, nó nhận người khác đó. Thì hoàn toàn là do cái chuẩn bị của mình. Do vậy các cũng giống như Việt Nam, các bạn muốn tính đến cái chuyện đi làm thì xin các bạn chuẩn bị ngay từ năm thứ nhất. Các nhà tuyển dụng đều mong muốn tuyển vào những bạn sinh viên đã có kinh nghiệm làm việc rồi, cho nên người ta sẽ thích là những bạn nào đã xin đi thực tập ở các nơi khác, những bạn nào đã tham gia hoạt động công tác xã hội, tham gia ở trường có 60 cái câu lạc bộ. Có một cái điều chúng tôi cũng nói hơi buồn là ở trường AIS có 60 cái câu lạc bộ nhưng có nhiều bạn không có đi tham gia những câu lạc bộ. Các bạn cứ nghĩ là tôi học là đủ rồi, nhưng mà mấy mốt thân có một cái giấy chứng nhận là ngoài việc học thì chúng tôi có cái gì thì không có. Họ có luôn câu lạc bộ kinh doanh, có 3-4 cái câu lạc bộ kinh doanh, có cả câu lạc bộ Phật giáo, câu lạc bộ triết học, vân vân, rất nhiều cái câu lạc bộ đó mà chúng ta có thể tham gia được. Đã. Và tham gia câu lạc bộ này chính là để kiếm việc làm sau này. Một cái nữa là nếu như các bạn không muốn đi làm
thuê thì các bạn có quyền lập ra công ty của mình ở Singapore và coi như là đã làm cái nghĩa vụ 3 năm đó. Thì có nhiều bạn sinh viên Việt Nam, tôi xin nói ngay có cái từ là từ lấu cá là bị bắt hình nam từ lấu cá. Lâu quá rồi giờ không phân biệt nữa. Rồi, tức là lấu cá là các bạn này, các bạn lập một cái công ty ở Singapore. Các bạn thuê một cái người nào làm nhân viên gì đó đứng tên rồi không có tất cả. Sau đó các bạn lặng lặng đi qua học ở bên Mỹ lấy được một cái học bổng. Hàng năm các bạn vẫn trả tiền thuế cho chính phủ Singapore, các bạn lập cái công ty, bạn chỉ cần làm vớ vẩn cái gì đó để gọi là có thu nhập, đã làm ra 10.000 đồng cũng là có làm việc, cũng có khai thuế, thậm chí lỗ vân vân. Nhưng mà tại vì chính phủ Singapore không hề bắt buộc là chúng ta phải có mặt, chúng ta có quyền mở công ty, nhưng chúng ta không có nhất thiết là phải có mặt ở Singapore. Thì trong khi đó bạn lặng lặng là đi qua học ở bên Mỹ lấy một cái học bổng và có cái học bổng để mình trang trải hết. Nhưng mà những trường hợp đó phải nói là siêu phạm mà chúng tôi có gặp, có nghe, có thấy nói là đó, người Việt Nam chính phủ Singapore không có lường trước được những cái chuyện như vậy. Mình nói vậy chúng ta giỏi lắm. Thành ra ngay còn ở đây ở đất Hà Nội này, chúng tôi đã gặp những phụ huynh có con học ngành computer ra đi làm cho Hewlett Packard được gửi qua Mỹ làm việc. Cái chuyện đó là rất là bình thường đi làm học thế giới. Và ngay tại Việt Nam hiện giờ có hơn 600 cái dự án do Singapore điều hành, 600 công ty đã mở văn phòng Việt Nam, mở việc ở Việt Nam. Những công ty này hoàn toàn có nhu cầu tuyển dụng các bạn. Tại Thành phố Hồ Chí Minh là cái cộng đồng Singapore là khoảng 3.000 người, tại Hà Nội là khoảng 500 người. Và như thế là bạn có Bắc Ninh, có khu công nghiệp Bắc Ninh, có khu công nghiệp Hải Phòng. Thành ra ngay từ bây giờ, cái này thì đây là một cuộc chiến. Nhiều phụ huynh Việt Nam mong muốn là con mình ở Việt Nam làm việc chứ không có muốn nó đi xa, nó lấy vợ đầm, nó quên mất gia đình. Thì quý vị hãy đi tìm những cái cơ quan mà của Singapore mà có ở Việt Nam có đầu tư. Mà xin nói luôn là cơ quan của Singapore không có nghĩa là quốc tịch Singapore không thôi. Bởi vì ở Singapore có 6.000 công ty đa quốc gia nước ngoài đặt văn phòng về Singapore, thì coi như đó là 6.000 công ty của Singapore. Cũng giống như ở Việt Nam có mười mấy ngàn cái dự án đầu tư nước ngoài thì đều từ công ty đó đều phải đăng ký thành lập tại Việt Nam, còn công ty mẹ thì ở nước ngoài. Cho nên là nếu chúng ta có thể lo lắng vấn đề là con cái chúng ta đi lên các nơi khác. Còn vấn đề kiếm việc làm thì cũng xin nói ngay là theo cái khảo sát là cũng khoảng trong vòng 6 tháng sau khi ra trường là các em có thể kiếm được việc làm. Trong cái thời buổi mà khu kinh tế mà khủng hoảng trước đây thì có thể phải chờ một năm hoặc hơn. Thì nếu như chúng ta không kiếm được việc làm thì chúng ta sẽ viết một cái thư gửi cho Bộ Giáo dục Singapore, họ cho chúng ta được chuyển hạn một năm để mà kiếm việc làm tiếp, để mà trả nợ, đúng không? Thì hoàn toàn chứ không có phải là hết tuổi mình không kiếm được. Nhưng chúng ta phải chứng minh khi chúng ta đã không kiếm được làm thì chúng ta gửi hồ sơ đến cho Bộ Giáo dục Singapore. Chúng ta phải gửi kèm những giấy tờ là chúng ta đã đi phỏng vấn như nơi nào và những người ta nơi người ta từ chối, người ta không nhận được gì nào. Chứ không phải là mình ở nhà mình không kiếm, mình không đi phỏng vấn, không đi apply đâu hết mà mình nói là mình không có việc làm. Đó là xin trả lời cái ý kiến trong cuộc. Vâng, mời các ý kiến khác. Rồi, hai ý kiến. Lúc nãy em nhắc là có bụng, bây giờ là 11:20 thì chúng ta sẽ trả lại cái phòng này 11:40 nhé. Chúng tôi phải trả cái phòng này. Như lúc nãy chú vừa nói rằng là cháu sẽ được thi 4 môn trong vòng 2 ngày. Vậy thì 2 ngày đấy thi ra làm sẽ làm bao nhiêu buổi thi và có phải chọn ngành cẩn thận để cho các môn thi không trùng nhau? Như chúng tôi đã nói là các bạn nghiên cứu kỹ là các môn thi, các bạn căn cứ theo cái bản này, căn cứ theo cái nguyện vọng một các bạn thì những cái môn thi ở đây thì bạn tính toán. Ví dụ những cái môn nào ở đây với maximum mình thi 4 môn để mình lựa chọn những môn nào giống nhau nha, để người ta có thể tính toán được điểm tương đương như vậy. Còn trong 2 ngày thi thì chúng tôi sẽ sắp xếp là có một ngày các bạn, thứ nhất là mỗi ngày hai cái môn thi bắt buộc là anh văn và toán, và nó chiếm chọn một ngày, đó là hai môn thi bắt buộc. Cái ngày còn lại sẽ là thi môn thứ ba hoặc là môn thứ tư thì sẽ các bạn sẽ sử dụng cái thời gian đó. Thì chỉ có 2 ngày để mà đi thi thôi. Trước khi đến giờ lấy nghe mọi người học những cái môn mà quan trọng nhất là cái hồ sơ và để được duyệt của thi của em
chỉ muốn hỏi về những cái điểm số.